Chắc là mọi người chắc phải không nín được cười thôi. Vậy ta ghét cùng con trai. Xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Vượng Hạnh TV của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin phép được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng tới toàn thể các quý vị và các bạn. Chúc cho tất cả mọi người có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và tiếp tục sau đây thì xoay quanh câu chuyện của ca sĩ Phi Nhung. Và giờ này anh Mạnh Quỳnh đã về tới Việt Nam và chuẩn bị lưu diễn tại Đà Nẵng. Trong nỗi nhớ niềm thương của Mạnh Quỳnh trong suốt thời gian dài vừa qua tới ca sĩ Phi Nhung, thì ngày hôm nay anh đã về Việt Nam và gợi lại nỗi nhớ niềm thương tới ca sĩ Phi Nhung. Những bài hát trong những năm tháng vừa qua, chúng ta cũng đã hiểu được rằng tình cảm của Mạnh Quỳnh dành cho Phi Nhung thì mạnh lớn đến cỡ nào. Sau đây thì trong nỗi nhớ niềm thương khi Mạnh Quỳnh về tới Việt Nam và những lời anh đã gửi gắm trong bài hát sau đây, xin được trân trọng kính mời các quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe. Nỗi đau không thể
em ơi anh nhớ em nhiều, mà không biết làm sao được. Anh mong rằng em thông cảm cho anh. Nhiều ngày đêm cuối cùng trước khi về Việt Nam, lòng anh sốt cao khi nhớ thương em mà khóc không chẳng nơi lời. Em có biết không lòng anh nghẹn, anh thương em mạnh mạnh thương. Đã thương yêu bao năm trời, mà giờ đây đôi đường rồi, đôi đường rồi anh mất em từ đây. Em biết không lòng anh bây giờ, em ơi như ai đang chờ trong vườn cam đau lòng. Anh ngậm ngùi quá đôi thương, giờ này em đang ở nơi nào, có hiểu cho anh bây giờ. Em về cuối chân trời xa, chờ che chưa mọi người, chờ che cho gia đình mà mạnh khỏe. Hãy chân dám cho mọi người.